Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của Gret, nơi mình hoang mang quay cuồng giữa vô vàn loài cây xinh đẹp và kỳ lạ. Hôm nay mình sẽ bón hành zombie với sự giúp đỡ của cây hoa bóng bay nhé. Đây là lần đầu tiên mình sử dụng cái cây này, trải nghiệm thử xem nó có mạnh hay không. Mình vừa đọc trong quyển sách đỏ kia, cộng thêm thông điệp từ dãy âm thanh nhị phân do con xe ô tô này phát ra thì có vẻ như cây hoa này thuộc loại tương tác trực tiếp với người chơi. Nhấn và thả mìn ở vị trí mong muốn, nôm na giống như quả chuối với cây tầm gửi. Tắt wifi để đỡ quảng cáo đã. Giờ thì xem cây hoa này sẽ nhè ra cái gì đây. Ồ, đúng như cái tên luôn, thả bóng bay và nổ. À đù, sao nó nạp đạn nhanh thế. U là trời, có thể đặt sẵn bóng bay lơ lửng để chờ zombie tới, lại còn gom được bóng thành một chùm nữa. Mà công nhận cái cây hoa này nạp đạn nhanh lắm luôn ấy, đặt bóng mỏi cả tay cũng không lo bị hết bóng nha. Có vẻ như tối đa là gom được 3 bóng thành một chùm nhân 3 sát thương. Công nhận cái game hoa quả nổi giận này, nó vẽ mấy cái cây, cái hoa ngoài đời vào trong game nhìn sinh động với cute thật sự. Cây hoa bóng bay này mình không biết nó giống với cây gì ở ngoài đời thực, nhưng nhìn cái gốc cây đầy lá xanh mơn mởn, muốn bứt ra đem luộc rồi chấm nước mắm luôn. Vãi mèo, quả bóng bay bay cũng bay lơ lửng được bên trên mấy cái cây luôn kìa. Lâu lắm rồi mình mới thấy một cái cây có cách chơi quen thuộc nhưng kiểu tấn công mới lạ thế này đấy. Vừa mới nhắc về quả chuối là người ta cho luôn quả chuối để so sánh sức mạnh kia. Sau khi thử nghiệm và so sánh sức mạnh thì đây là một số nhận xét của mình. Một quả bóng bay có sát thương bé hơn một quả chuối, tầm ảnh hưởng lên mấy ngôi mộ thì như nhau, nhưng lên zombie thì mình nghĩ quả bóng bay bé hơn một xíu. Tuy nhiên, hoa bóng bay nạp đạn cực kỳ nhanh, cộng thêm việc có thể đặt sẵn bóng bay ở dạng quả mìn để chờ zombie đạp vào nên mình có thể phòng thủ liên tục.
Tốc độ tấn công cũng nhanh hơn nhiều, trong khi quả chuối phải bay lên trời mất vài giây thì nó mới chịu rơi xuống vị trí chỉ định. Giờ thì xem nếu cây hoa này ăn lá thì nó sẽ nhè ra cái gì. Hello, motherfucker. Tại sao cây nấm ngầu lòi của Toy ở Plant vs Zombie 1 lại đang bay thế này hả? Dù nhìn hơi củ chuối cơ mà cứ ngầu ngầu ấy nhờ. Mình luôn tiếc vì cây nấm đen ấy không được phát hành trong phiên bản game này, nhưng giờ không chỉ tiếc mà mình còn thấy buồn cười nữa cơ. Không hổ danh là nhà phát hành huyền thoại, sao cái quần què gì cũng nghĩ ra được vậy? Chơi thêm cây nấm nữa nè. Sang trận thứ 3 nào. Vào trận mới để ý cây hoa bóng bay có giá rẻ hơn quả chuối khá nhiều mà sức mạnh cũng không thua kém gì đâu, dù nó mới chỉ có cấp 1. Giờ thì trồng cái cây sáp này để làm chậm zombie đã. Cái cây tạo sáp này chỉ có tác dụng làm chậm chứ không gây ra một tí sát thương nào nhé. Thế mà không hiểu sao hồi mới ra mắt giá của nó lên đến tận 150 mặt trời lận, đắt hơn cả mấy cây bắp cải, hạt ngô, đậu Hà Lan các thứ nữa. Chờ con đội xô đến gần rồi thả cho quả cà chua màu vàng này, chả rõ nó có công dụng gì cơ mà những cây gì có tông màu vàng thì chắc đều liên quan đến mặt trời, mà cứ có mặt trời thì mình lượm thôi. Đến giờ chơi bóng rồi mấy đứa. Không biết là phải cần bao nhiêu quả bóng bay mới đập được con xác sống đội mũ hiệp sĩ kia.
Thả bom hạt nhân ra nè. Ném thêm quả bom hạt nhân nữa nè. À đù, cây nấm đen bay ngược lại được nữa hả? Ảo ma la gia đa. Chơi con này nhiều lúc não mình bị lag ấy, nhìn zombie cắn vườn cây của mình gần chết mà không biết nên làm gì, thỉnh thoảng còn quên mất là có thể xếp bóng bay sẵn để chờ kẻ địch đạp vào nữa. Đúng là chơi bóng sẽ làm cho con người ta mụ mị mà. Nãy giờ mới nhìn thấy trong bộ cây của mình có cả vỏ bí ngô nữa, chưa dùng cái nào lên để cho vườn cây bị xơi sạch luôn. Nhìn cây nấm đen mặt hầm hầm mà mình chỉ thấy cute thật sự. Mình mà có cái cây hoa này thì chắc cho nó ăn lá suốt ngày mất. Sang trận thứ tư nèo. Lại cây gì đây, nhìn lạ hoắc. Ui sao em hoa trắng tấn công nhìn khổ sở thế. Nhìn sơ qua thì có vẻ như cây hoa này tích tụ chakra và bắn ra các luồng Rasengan hệ gió gãi ngứa kẻ địch, khá giống cây đậu Hà Lan nhỉ. Giờ mình mới nhận ra cây hoa bóng bay thuộc hệ nổ. À đù, quả cầu Rasengan gió cuốn được mấy con bóng bay đi kia. Quan sát kỹ thì cây hoa mài trắng này cũng mạnh đấy chứ. Bởi vì nó thổi ra gió làm zombie bị lag 0,5 giây, còn con nào đang bay thì cho về trời luôn. Lại cho cả cuộn cỏ khô nữa kìa. Cho những ai chưa biết thì cuộn cỏ khô sẽ lăn giống như một trái bowling nhé, nhưng nó còn kèm theo hiệu ứng đánh văng ra khỏi bản đồ ngẫu nhiên một số con zombie dám ngáng đường nó nữa. Cuộn cỏ khô còn có thể nhuộm lửa giống đạn của mấy cây đậu Hà Lan ấy. Ôi đông ghê nhỉ, ném ra một quả bom nguyên tử và một quả bom hạt nhân là sạch sẽ luôn. Tới trận chiến cuối cùng rồi. Vãi mèo, lên cấp 10 luôn kìa.
Đang rảnh không có việc gì làm thì buộc bóng bay chơi. Giờ thì xem sức mạnh của cái cây này khi nó được bắp bởi sức mạnh đồng tiền neo. Sát thương to thực sự, nhưng hình tốc độ nạp đạn của cây vẫn thế. Nhưng thôi, cấp 1 đã nạp nhanh lắm rồi, đặt có hết bóng đâu, lên cấp 10 mà còn nạp đạn nhanh hơn nữa thì chơi game bấm vỡ màn hình LED mất. Cảm nhận của mình sau khi trải nghiệm là khá thích cây hoa bóng bay này, mặc dù có lẽ không thể dùng cây này thường xuyên do cách đánh kéo thả đạn này khá cồng kềnh, nhưng mà nó hay, nó đẹp và nó cute. Mình chưa có cây này và đây cũng không phải là sự kiện chính lấy thẻ của nó nên chắc mình sẽ đợi có sự kiện đổi mua cây. Video đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở những video khác trên kênh. Cảm ơn ạ.